Rau rau rau, và có sau. Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng với em Minzy trong series bình luận Pekalin Server. Ngày hôm nay thì chúng ta đang ở một cái server khá lạ, thì các bạn đã nhìn thấy những cái chữ tượng hình như thế này. Chắc anh em đều đoán ra được rồi, đó chính là server Korean. Và ngày hôm nay chúng ta đang ở server Korean Hàn Quốc với chế độ 100% tuyệt chiêu nha anh em nhé. 100% không phải tuyệt chiêu anh em, sorry mọi người, đó là 100% độc chiêu nhá. Và các bạn sẽ cùng với em Minzy chiến đấu ngay sau đây rồi. Đi tìm đối thủ đầu tiên nào. Lâu lắm rồi chúng ta đổi gió đây. Đó là The Side đến từ server 72. Mình là người đánh trước, chế độ 100% độc chiêu. Kèo này closer và single có lẽ là hai con hàng rất hot đây. Đúng anh em. 100% độc chiêu mà. Mình đánh trước, single và closer, hai con hàng cực kỳ hot. Mình sẽ lựa chọn cả Athena nữa trong một tình huống phá bút kết hợp với single giảm nộ, nó sẽ là rất tuyệt vời. Maxima ư? Khá liều lĩnh. Mình tưởng Maxima thì thật sự là liều lĩnh nha các bạn nha. Tưởng Maxima là khá liều lĩnh đấy. Kèo này Maxima thì ngon rồi các bạn, đúng không? Kèo này Maxima thì ngon rồi. Auto hồi chiêu, auto hồi máu rồi, quá ngon. Bao cũng ngon, Momoko cũng ngon, Ezizi cũng ngon. Nói chung con nào cũng ngon, tôi nói thật với các bạn. Nó đã vào đến đây rồi thì con nào cũng ngon. Cái quan trọng là cách các bạn sắp xếp một cái trận hình nó như thế nào, một cái đội hình ra sân như thế nào, và đối thủ của chúng ta sử dụng một cái chiến thuật như thế nào mà thôi, đúng không? Chứ vào đến đây thì tôi thấy con đéo nào cũng ngon nhé anh em nhé. Đã vào đến đây thì con nào cũng ngon hết, quan trọng là cách mà anh em đánh cái game nó như thế nào mà thôi. Nào, cùng chiến đấu đấy. Mình là người đánh trước. Ui, một cái map nó sáng thật sự đấy các bạn nhé. Mặc dù là mình đã đeo kính râm cho nó đỡ chói lóa rồi, nhưng mà thật sự cái map ở bên server Hàn nó sáng. Nó sáng thật sự luôn anh em ạ. Nó sáng thật sự luôn đấy. Có nên mang Orochi vào không nhỉ? Không, mình nghĩ mà Athena vào hợp lý hơn. Kèo này có giảm công, có phá bút thì nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều nha các bạn nhé. Đúng không? Với Athena thì mình nghĩ là nó sẽ hợp lý hơn. Cùng chờ đợi sự phản kích đến từ The Side đi các bạn. The Side sẽ xử lý tình huống này như thế nào? Cả hai bên đều sẽ không có độc chiêu. Rất khó chịu, kỳ con bà nó khó chịu luôn các bạn. Có lẽ mình sẽ đẩy Athena lên đây để lấy nộ ra nha anh em nhá. Tại sao mình đẩy Athena lên đấy? Để tí tương sau con Momoko đánh thì còn có nộ anh em nhá, đúng không? Con Momoko nó còn đánh là còn mình sẽ có hai nộ đến từ Athena và đến từ cả Terry nữa. Khó chịu vãi con bà lọ luôn, khó chịu thì khó chịu, nhưng mà chúng tôi vẫn làm cái điều mà bao nhiêu này chúng tôi vẫn làm, đó là sẽ giết con single anh nhá. Khó chịu thì khó chịu, nhưng mà cái việc giết con single này thì vẫn phải giết thôi. Chúng ta sẽ xử con single này sớm nha anh em nhá. À không phải con single, sorry các bạn, xử con closer sớm, đúng không? Con đấy sẽ là một cái đối thủ nó rất là khó nhằn. Không có choáng đến từ B52. Maxima là người được lựa chọn. Làm nào xử được con kia nhỉ? Làm nào xử được con kia nhỉ? Từ sau thì Momoko có nộ. Từ sau thì Momoko, Momosako. Ôi ôi, choáng thì hay quá nhỉ. Không có choáng, mà chúng ta chỉ có một tình huống tăng chí mạng, bút chí mạng đến từ vị trí của EDG sau khi hóa thân thành Billy mà thôi. Nhẽ mình phải dùng Athena trước đấy các bạn nhé. Quên mẹ mất Athena phá bút, mình phải dùng Athena trước tình huống đó. Ok, ở đây sẽ là cú gì nhở? Kamehameha phiên bản Momoko. Ui mẹ, rác thế. Rác thế nhở? Nó rác thật sự nha các bạn nhé, không phải rác vừa đâu. Mình nên cho con nào vào, Orochi à? Bây giờ phải giết con single đi các bạn. Bây giờ phải giết con single đi đã. Bây giờ là nhiệm vụ chúng ta là phải giết con single ấy nha anh em nhé. Không giết nó là không được đâu. Bắt buộc phải giết con single. À quên, cứ single đi mậy. Con Closer, sorry các bạn. Chúng ta phải giết con Closer, sorry mọi người, mình cứ single, giết single trong khi single đeo mình mà. Hơi lú anh em ạ, đeo quả kính này mà hơi lú.
nhìn nó không được rõ ràng cho lắm nhưng mà thật sự là nó khá là chói lóa đấy. Quên mẹ mất là phải giết Krauser, từ nãy là cứ sinh con mẹ bà gồ. Ok, Athena có nộ. Tơ sau thì bao chết Orochi vào, mình sẽ để Orochi lên tanh luôn nhé các bạn nhé. Orochi tanh luôn, kèo này vào Orochi tanh được. Kèo này vào Orochi tanh luôn cho nó nhanh. Không phải suy nghĩ nhiều kèo này nhé anh em nhé. Kèo này vào Orochi tanh luôn cho nó chất chơi người rơi. Đúng không? Sau đó chúng ta giảm nộ con Momoko lại là ok rồi. Không những nó còn choáng nữa cơ anh em ạ. Nào bây giờ đẩy ai? Đẩy Gonit lên à? Eo thôi chết rồi. Ua, ui mẹ tôi cứ nghĩ nó hết tướng ấy. Định mệnh. Đinh con mà mệnh như nó. Tôi nghĩ nó hết tướng rồi cơ. Ôi mẹ tôi nghĩ nó hết tướng rồi cơ anh em ạ. Kéo hiểu sao giờ này nó vẫn còn tướng nhở? Ôi địt mẹ kéo bịp thế. Mình nghĩ là nó mình ngu nhỉ, sao mình cũng để Athena nhỉ, Athena có khả năng hồi sinh mà. Hỏng rồi. Sao nó vẫn còn hai con tướng nhỉ? Đéo hiểu kiểu gì. Mình tưởng nó hết tướng rồi nhỉ. Bịp thế nhỉ, lần đầu đã bịp rồi. Athena của mình còn hồi sinh nhưng mà đéo tin được. Đéo tin được anh em ạ. Thề luôn mình đang đéo hiểu sao nó vẫn còn con Takuma với cả con gì nhở? Con DC được, tài thật. Đéo hiểu luôn ạ. Thề. Sao nó vẫn còn hai con được nhở? Mẹ đánh nhau như thế mà thì đáng đâu. Nó vẫn còn hai con tướng được. Thì mẹ đến tên đấy mà nó móc ra hai con tướng tôi đến ả nó thật. Thề luôn, đéo hiểu kiểu gì luôn ạ. Game bịp bợ. Mẹ lâu lắm mà chơi kiểu game bịp như thế các bạn. Game này thua mẹ rồi. Mày qua được thủ quýt. Thề luôn các bạn. Chứ game này mình lấy cái đéo gì ra mà thắng. Khi mà tem bạn picking thì mình hết cửa luôn các bạn. Sun mặc dù rất mạnh nhưng chế độ độc chiêu nhưng mình nghĩ là cũng không thể nào mà ăn được kinh cả. Chúng ta cùng đến game đấu thứ ba đi. Game bịp rồi, mẹ mới sang rồi mấy anh Hàn Quốc đã bịp tôi rồi. Mới sang rồi mấy anh Hàn Quốc đã bịp tôi rồi. Không ổn rồi, mấy anh Hàn Quốc bịp thế này thì chết. Nào, đây rồi, đó là NBA đến từ xe 137. Tôi vẫn là người đánh trước. Các bạn sẽ lấy Terry. Tôi sẽ lấy Leona. Lại quên. Mẹ mấy anh Hàn Quốc này buồn cười thế nhở. Mẹ, còn có 3 game thôi anh em. Cày thật. Mẹ thắng kiểu này không sướng đâu các bạn ạ. Các bạn đừng nghĩ là tôi thuê diễn viên rồi các kiểu. Thắng kiểu này không sướng một tí nào đâu. Ví dụ như các bạn không có bản lĩnh, các bạn không có thực lực, các bạn thắng kiểu này các bạn vui. Nhưng bản thân tôi là một người đã từng chinh chiến bao nhiêu năm rồi. Ui, Kukari rồi các bạn kìa. Đấy là với tôi một người chinh chiến bao nhiêu năm như thế này rồi. Mà bây giờ không cho tôi được đánh cái kẹo này thì tôi cảm thấy nó bất mãn thật sự nha anh em nhá, đúng không? Owat hồn rùa, Owat hồn rùa các bạn. Đấu đầu với Kukari, một con hồn gấu và tư chất 15 mới. Nó vừa lấy con đéo gì nhở. Owat phải chắc chắn phải mang vào rồi các bạn. Chứ độc chiêu không chơi Owat thì chơi con gì nữa trời. Đúng không anh em? Độc chiêu không chơi Owat thì đánh con gì nữa. Sẽ lấy hai con vệ, đánh sáng thế vệ cho Owat đi. Chiến luôn, sáng thế vệ nha anh em nhá. Sáng thế vệ cho Owat. Anh em nhìn thấy dạo này tôi đô con không? Để tôi thử gầm lên cho anh em xem. Kinh không? Này, cơ bắp cuột cuộn luôn. Sợ. Anh nhìn như lực sĩ các bạn. Nhưng mà đấy trên lý thuyết thôi. Mình đánh trước à? Sợ đéo với Kukari các bạn. Mẹ mình đánh trước mà. Để mẹ Owat lên tanh luôn cho chất. Con Kukari đánh toàn tem mà thật ra mình cũng đéo cái nội tại con đấy nó như thế nào đấy các bạn nhé. Bản thân mình đến thời điểm hiện tại là mình cũng chưa đọc cái nội tại con Kukari thôi nhé các bạn nhé. Mặc dù nó ở bên server QQ
nhưng mà mình cũng chưa đọc cái nội tại của nó, chưa biết nó như thế nào, để biết nó có gì anh em. Đến thời điểm này vẫn hơi mông lung với nó, nguy hiểm chứ nhỉ. Ôi vẫn phải giấu thằng em ra đằng này cho nó chắc các bạn. Mẹ giết là con nào cứ giết. Có lẽ chúng ta nên tập trung giết mấy con lông nhâu nhâu trước anh em. Có lẽ mình nghĩ là chúng ta nên tập trung giết mấy con lông nhâu trước. Con Quarry này hình như có nội tại tốc biến đi thì phải. Phải đỡ quát lên 4 lá chúng ta mới tính tiếp được cái bài này. Chứ không hiện tại chưa có lá nào, chưa ăn thua anh em ạ. Có 3 lá thì chưa ăn thua, bốc được 4 lá thì mới tuyệt vời được. 3 lá thì nó vẫn khoan thủng, xuyên thủng luôn anh em. Đấy mẹ. Ấy, 3 lá xịt à. Khoai nha. Khoai nha. Đam Lan Lan vậy. Ok, có Đam Lan luôn, giết được Kula luôn. Chúng ta giết được hai con tư chất 14 của tem bạn, đó là Kula và Zero Clon. Tem bạn Chiru, Little Beat. Cùng với đó con Kukari nữa, nó đam kiểu gì đây. Không thấy đam nhiều lắm, nhưng nó là vệ nhỉ anh em nhỉ, gấu vệ à. Mà mình không biết nó có hiệu quả gì hay không nữa. Có cầm lặng dành cho Mai. Và đây là cú double kill dành cho Jun. Chắc chắn là... không phải cú double kill. Có một cái hố cát ở dưới chân của Mai các bạn nhỉ. Đó có lẽ là hiệu ứng của Kukari nha các bạn nhé. Đó là hiệu ứng của Kukari. Ôi ôi, Owat tự giải chứ. Như vậy lên bài ngủ thế. Lên cái bài nó chán thế bao giờ không. Con này đánh vào đâu mới nhỉ. Quát đéo tự giải được anh em. Bốc cái bài chán thật. Tương sau chúng ta để Owat lên tanh anh em nhé. Tanh được, Owat tanh được anh em đúng không? Owat tanh được kèo này nhờ. Owat tanh được anh em đúng không? Tanh tốt luôn nữa chứ. Kèo nó nhìn vậy thôi không có đam đâu các bạn. Nhìn vậy thôi tem bạn không có đam đâu. Thêm cả Leona vào nữa thì xem bạn lấy đéo ra đô đam ra mà đánh nhau với chúng tôi đúng không? Thêm cả Leona vào nữa thì xem bạn lấy đâu ra đam mà đánh nhau với chúng tôi. Giết con Jun nữa là ok rồi. Xem bạn lấy đâu ra đam mà đánh nhau. Hình như nó có phản đam hay sao nhá. Thế Owat đuổi. Móc vào đằng sau cũng đau phết đấy anh em nhở. Móc vào đằng sau cũng đau phết đấy, đùa đéo đâu. Đéo biết thằng nào mà lần anh em ạ. Vì bản thân mình cũng đéo biết cái nội tại con này nó như thế nào. Thề luôn, mình cũng đang đéo biết cái nội tại cũng như là bộ Q của con Kukari như thế nào anh em. Vẫn chết oan. Đấy các bạn nhìn thấy không, nó đánh cũng đau phải lồn lắm. Lại bảo không đau đi, đi lại. Đau thật đấy chứ. Nhớ phải đau dối thôi anh em ạ. Hình như nó có nội tại bay một lần. Nó thủ trâu thật. Thủ tốt phết đấy chứ, không phải không thủ đâu. Tốt phết đấy chứ, địt vậy. Ê, cái cát của nó giật kìa. Có khi thua ngược anh em ạ. Cái cát của nó giật nó ngu quát kìa. Nó cát nó giống nhiều thiêu đốt vậy anh em. Ui, 5 triệu máu ạ. Địt con mẹ vãi. Thua kìa anh em kìa. Ui, cái cát của nó chả khác đéo được cái đốt máu anh em ạ. Dị vãi lọ. Kinh vãi.
mất lượt luôn này. Cát còn bị mất lượt luôn này. Ảo chó nhờ. Ồ, không ngờ đấy, lần đầu mẹ gặp con Kukari này trong chế độ PK lên server đấy anh em. Đúng là mẹ tấm chiếu mới luôn. Đéo biết nội tại nó như là, đéo biết bộ kill nó như thế nào. Quảng luôn. Đến với game đấu thứ 5 đi anh em. Quảng thật sự luôn đấy nhá. Quan trọng là đéo biết nó như thế nào mà đánh. Khó thật sự. Ôm mẹ server Hàn này toàn quýt thôi anh em ạ. Cay nhờ. Vì thế mấy hôm trước đánh mẹ server Hàn đi. Sau đó lên danh cao cao một tí, ở danh thấp này của server Hàn nó toàn quýt thôi anh em. Rên, Biren đến từ server 150. Hy vọng rằng đây không phải là một game đấu quýt của bài Ken ạ. Vãi. Giờ này vẫn còn gặp bài Ken ạ. Ôi ôi, chế độ độc chiêu bài Ken ạ. Chắc vẽ. Ôi tôi quýt chứ anh quýt làm cái đéo gì nữa, đúng không? Chế độ Hán gặp bài Ken. Ôi ôi, độc chiêu gặp bài Ken. Lấy cái đéo ra giết nó vậy anh em. Miễn giảm nộ, miễn không các kiểu đam thì to, one hit, one kill. Đánh cái gì nữa? Đánh cái gì nữa anh em? Quýt mẹ cho nó nhanh đúng không? Quýt thôi, quýt thôi, quýt thôi. Ok, mình quýt thôi. Clip này có lẽ là chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Hẹn gặp lại anh em trong một clip khác. Một clip mà chúng ta được trải nghiệm Kukari, được trải nghiệm bài Ken. Một kèo này lấy cái đéo gì ra mà thắng đúng không anh em, móc ra không thắng được kèo bài kèm one hit one kill một chém một cháu. Để xem ngoan cố được cái gì không các bạn, khả năng cao đéo ngoan cố được, lại chảy cối một tí cho các bạn xem rồi đúng không, sáng thế hồ chảy cối một tí cho các bạn xem con bài kèm nó chém lại từng thằng một, nó bảo là chúng mày bơi hết vào đây tao chém hết từng thằng một vậy. Đúng anh em, đúng kiểu này, chúng mày bơi hết vào đây, tao chém hết. Các bạn sẽ cùng mình chiêm ngưỡng những cú chém thẳng mặt đến từ vị trí của bài kèm. Chúng mày bơi hết vào đây. Bơi hết vào đây. Đó, đó là bài kèm đến từ sau 150 của Biren. Nam ca sĩ rất nổi tiếng với tựa phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Cách đây đâu đó phải đôi chục năm rồi. Đóng chung với Song Hye Kyo à? Ờ ok đúng rồi. Một cháu vâng. Đó là cú chém đầu tiên đến từ vị trí của Bai Scan. Kiểu này lấy cái gì ra mà cưỡng đúng không anh nhỉ? Lấy cái gì ra mà cưỡng? Lấy cái gì ra mà cưỡng? Giảm thủ ở đấy. Mà nó không làm gì được, ba đam đấy không giết nổi một con dâu lại thân bà lọ ạ. Ba đam không giết nổi một con dâu thì đánh đấm dề. Đây sẽ là nhát chém đầu tiên là các bạn sẽ được nhìn thấy đến từ vị trí của bài Ken. Kyo đen sẽ phải nằm xuống. Úi giời ơi, thật chát chém thứ hai dành cho Terry. Khả năng cao Maxima sẽ đánh vào vị trí của Terry trong tình huống này. Không, không phải Terry, Kyo mới là người được chọn. Vâng ạ, à, sau sự ra đi của người em trai Kyo thì đến Kyo nét cũng phải lên bảng điểm số. Hai nhát chém đi vào lòng đất đến từ vị trí của Bicycan luôn anh em. Tương sau thì khả năng Terry là người tiếp theo lên bảng điểm số. Chúng ta có thể dự đoán trước được tương lai với Haki quan sát đến từ vị trí của tôi. Chắc chắn là Terry sẽ không chịu nổi được cú sốc này. Mặc dù biết là án tử dành cho Terry rồi nhưng mà chúng ta cũng không biết làm thế nào để ngăn chặn lại được. Tất cả nó là quá khó rồi. Tôi bất lực nhìn Terry chết dưới nhát kém này của Baiken. Một nữ võ sĩ chỉ có bàn tay phải mà thôi. À không phải bàn tay phải mà là cánh tay phải. Úi dồi ôi, mẹ nó chém phát đấy thì chỉ còn cái nịt thôi anh em ạ. Vâng ạ, người tiếp theo phải nằm xuống. Đó là Leona. Trời ơi, lại chỉ còn cái nịt mà thôi. Còn cái nịt 9 triệu đam cho phát chém vừa rồi. Còn duy nhất một cái nịt. Kinh vãi. 9 triệu đam cho một phát chém độc chiêu anh em ạ. Tổng lọ. Tôi không biết phải dùng từ gì nữa. Ok. Người tiếp theo phải nằm xuống đó là Hinato.
Vẫn là bài Ken thôi. Vẫn là bài Ken thôi. Úi dồi ôi, phát đó phải hơn 10 triệu. Và đây, người cuối cùng phải nằm xuống, đó là Ignite 5.3 triệu. Vâng, còn gì để nói nữa không? Không, chúng ta không còn gì để nói cả. Tất cả cũng chỉ còn cái nịt mà thôi. Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo ở một server khác. Chúc em ngày mới thật sự vui vẻ nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã luôn đồng hành cùng với mình và series bình luận PK lên server này. Bye bye.